Vâng, Hoàng Tuấn Audio xin mến chào các bác nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay em lại lên cho các bác những bộ dàn âm thanh Nhật bãi. Đặc biệt lại được về một em Pioneer R99 dàn chung rất là khủng luôn. Và một em Boss Mỹ và những bộ dàn mini Nhật các bác nhé. Đặc biệt là về được em Book GVC hay thường gọi là trống cơm, rất là hiếm trên thị trường luôn, rất là đẹp nha các bác nhé. Và thanh lý hai cặp loa mini. Phương thức mua hàng bên em là có cọc hoặc trồng đủ thì hỗ trợ bao ship cho các bác nhé. Nếu mà cọc cho em một ít thì phí ship là 70.000, bên em ship toàn quốc luôn. Thì các bác thường hỏi không cọc thì có ship hàng không? Không cọc có ship hàng nha các bác nhé, nhưng chỉ áp dụng với các chị em phụ nữ, các phái đẹp thôi. Các bác có mua, các bác gái mua tặng ông chồng thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn, coi như là niềm vui nhân đôi các bác nhé. Thì những mặt hàng bên em bán ra là đều có bảo hành các bác nhé, bảo hành 6 tháng và test kỹ lưỡng cho các bác luôn. Em Tuấn chơi lớn cho các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Vâng, mã số 1 là một cặp loa của thương hiệu Kenwood nha các bác nhé. Đây E-căng đây. E-căng của em này là E-căng liền nha các bác nhé. Em đã cậy ra để các bác cùng xem loa. Loa thì được trang bị một loa bass 10cm, gân cao su mềm nha các bác nhé, cho tiếng mềm mại và rất là sáng luôn. Thì đây là cái keo zin của nó đây. Em đã cậy ra các bác, loa thì nó có bị sứt sứt một chút nhé. Em sẽ thanh lý các bác về ghép dàn nhé. Công suất loa là 30W 6 ohm, hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Cả cặp là 60W các bác nhé. Em này thì còn tương đối thôi, còn chưa vệ sinh này. Em này sẽ thanh lý cho các bác mức giá 350.000 nhé. 350.000 một cặp loa Nhật, hỗ trợ bao ship luôn. Rồi em tiếp tục sang mã số 2. Vâng, mã số 2 tiếp tục là một cặp loa mini của thương hiệu Kenwood. Em này thì có màng màu xanh dương nha các bác nhé. Mặt thì có hơi bị sức một chút, thanh lý giá các bác giá mềm luôn. Em này thì công suất là cả cặp là 40W 6 ohm. Loa thì còn vuông thành sát cạnh nha các bác. Em này thì E-căng rời các bác nhé, thì nó cũng còn tương đối thôi. Cặp này em sẽ thanh lý cho các bác 400.000. Bao ship hoạt động hoàn hảo chính nguyên bản nhé. Các bác về ghép dàn 400.000 một cặp loa mini Nhật. Để tiếp tục sang mã số 3. Vâng, mã số 3 là một em box của thương hiệu Pioneer các bác nhé. Em này về trong tình trạng còn rất là đẹp luôn. Chạy các chức năng là CD, DVD, điện thoại, TV nhé. Em này thì có cổng USB này, có cổng đốc cắm cái cục Bluetooth nha các bác nhé. Em thì sẽ tặng kèm cho các bác cái cục Bluetooth này luôn. Em này thì được hệ thống 4 loa nhé, trên một loa, dưới một loa, bên này cũng vậy luôn. Đặc biệt em này là chạy đa cầu điện nhé, chạy được cả điện 220 luôn. Em quay một vòng này. Em này xoay ngang là 52 nha các bác nhé. Xoay ngang là 52, cao của tầm 25. Đây là cổng ra này, cổng hình ra này, cổng HDMI ra các bác nhé. Còn đây là những phím cơ trên máy này. Em này còn quá đẹp luôn. Các bác có thể nghe phòng trên dưới 20m2 ok nhé. Đặc biệt nó cắm cái đốc cắm cục Bluetooth bắt không dây rất là tiện lợi luôn. Và em xin tiếp một đoạn nhạc CD. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết hoa trên người đi. Đấy, CD ok nha các bác, chuyển kênh cắm Bluetooth này. Đấy, cắm cục Bluetooth vào giúp em. Chuyển kênh ở trên này nhá. Đây. FM iPod này là cái nhận tín hiệu của cái đốc này nhá. Vâng, em đã kết nối với cả chiếc điện thoại này của em nha các bác. Em xin phát Bluetooth này. Anh hãy yêu màu xanh.
nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Vâng, các bác thấy thì tiếng rất là sáng, rất là bén nhá. Em Bioler này có mức giá 2.500.000 đồng. Em sẽ tặng kèm một chiếc khiển học và một chiếc cục Bluetooth cho anh nhá. Rồi tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 là một em Bioner CM35 nhá. Em này dòng cao, về còn rất là đẹp luôn, về cả khiển zin này các bác nhá. Em này một màu trắng ngọc trinh, đặc biệt là cái volume này có đèn màu trắng rất là đẹp nhá các bác nhá. Chạy chức năng là CD, điện thoại, TV, Bluetooth nhá. Em này có Bluetooth này, có một chạm này các bác. Đấy. Loa còn rất là đẹp. Loa vân gỗ nhá. Công suất loa là một loa là 30W, hai loa là 60W nhá các bác nhá. Nghe phòng trên dưới 20m2, các bác có thể nghe phòng ngủ, phòng làm việc hoặc salon, tiệm cắt tóc ok. Em bán cho tiệm cắt tóc rất là nhiều rồi. Và em tép một đoạn nhạc CD nhá. Khiển zin thì có thể chỉnh được bát chép trên máy trên khiển nhá các bác nhá. Mắt đọc rất là tốt các anh nhá. CD ok này, kết nối Bluetooth này các bác. Vâng, thì tên kết nối của nó là CM35 các anh nhá. Đấy, Bioler CM35 ở đây thì cũng hiển thị lên cái tên máy của mình luôn. Rồi em tép một đoạn nhạc Bluetooth nha các bác nhá. Đây. Tiếng rất là bén các bác nhá. Vâng, cái mã số 4 là hàng nội địa nên sử dụng điện 100V các bác. Em này có mức giá 3 triệu đồng nha các bác nhá, chỉ có 3 triệu đồng thôi. Rất là hay, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 là em GVC, hay thường gọi là chống cơm nhá. Em này có mã là NB70, chạy CD, box Bluetooth này các bác, điện thoại TV. Em này rất là gấu, rất là hiếm trên thị trường nhá. Em này thì được trang bị hai loa đây và hai bên hông này thì được trang bị loa súp nhá các bác nhá. Loa súp rất là lớn luôn. Đây GVC này. Loa súp này là 16 cm các bác nhá, rất là gấu. Đấy. Bên này một loa súp này, bên này loa súp này. Công suất rất là khủng luôn các bác nhá. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Loa súp 16 cm GVC chống cơm. Rất là hầm hố các bác nhá. Đây thì chạy CD, điện thoại, TV. Đặc biệt này, nó có cả quay sách này các bác có thể mang đi chơi. Và kèm cả khiển zin nha các bác nhá. Khiển zin này còn rất là đẹp luôn. Em này còn rất là hiếm nha các bác. Em quay một vòng này. Em này thì sử dụng điện 100V các bác nhá. Điện 100V và điện DC 12V này các bác. DC 12V hoặc các bác có thể sử dụng pin 10 quả pin đại nha các bác nhá. Anten này, em này còn quá mới, quá là đẹp luôn. Các bác là hàng sưu tầm nha các bác. Để phòng khách hoặc các bác có thể ghim vào ô tô thì có điện là 12V này. Đấy, hoặc sách đi chơi ra ngoài nhá, nhìn rất là gấu, rất là hầm hố luôn. Thì ở đây, đây thì nó có chỉnh hai volume này, volume chỉnh súp này, volume tổng này, các phím cơ này. Ở đây thì là có cái dock Bluetooth này, em sẽ tặng các bác cái dock Bluetooth này luôn. Đấy, bắt không dây nhá. Đây em xin test CD này. CD mở là mình phải xoáy này. Đấy, nhìn hầm hố chưa?
chạy phun chức năng quá là đẹp luôn. Em này là xay ngang là 66 nha các bác nhá, xay ngang là 66. Em test CD này. Đấy, kèm có cả khiển zin luôn này. Nghe phòng trên dưới 30 mét vuông ok nha các bác nhá. Tại vì em này công suất rất là lớn. CD chạy rất là tốt các bác nhé. Chuyển kênh sang iPod không dây này. Đấy, cũng xoáy luôn. Em sẽ tặng ba cái cục phát Bluetooth này luôn nhé. Các bác ấn nút này giúp em. Đấy, nó sẽ thị lên iPod nhé. Cục Bluetooth không dây thì nó có tên ở Bluetooth là Wave các bác nhé. Đây, em đây cái tên Bluetooth của nó đây, Wave này các bác nhé. Tiếp một đoạn nhạc Bluetooth này. Rất là lực luôn. Xe ta bon trên những dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đổi đường, mà xe ta bon đã chiến trường. Vâng, tiếng bass rất là mạnh mẽ các bác nhé. Thì mã số 5 có mức giá 5 triệu đồng các bác nhé. Rất là hiếm trên thị trường luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 6. Vâng, mã số 6 là một em Panasonic B-9 nha các bác nhé. Em này về trong tình trạng còn rất là đẹp luôn. Thì hôm trước video trước em đã bán một em về Vĩnh Phúc rồi. Bác đã đánh giá rất là hay về âm thanh của nó. Rất là mạnh mẽ các bác nhé. Tiếng rất là sáng luôn. Em này cũng lại tiếp tục về được hai con nhé. Một con là khiển zin, một con khiển học. Khiển zin là có mức giá 7,5 triệu, con khiển học là có mức giá 6,5 triệu nha các bác nhé, 6,500,000 đồng. Chạy các chức năng là CD, USB, điện thoại, TV. Em này có cắm dock iPhone này các bác, như video trước em có hướng dẫn rồi. Loa thì được trang bị loa Bowie, loa bass này 14cm nha các bác nhé, gân rất là gân béo này, quánh bass rất là lực luôn, chép mít này. Loa thì đen bóng bia lô các bác, để phòng khách rất là sang nhé, vuông thành cho cạnh. Em này còn rất là đẹp luôn. Lô thông hơi đây. Thì em này thì không có ghi công suất nha các bác nhá. Nhưng mà em chừng là khoảng tầm trên 200W một bộ dàn này các bác. Đấy, loa còn rất là đẹp. Ở bên này cũng vậy, em khỏi quay luôn. Rồi, em xin tiếp một đoạn nhạc CD nhá. Có tinh chỉnh bass chép trực tiếp trên máy này luôn này. Đây là cái dây wifi Bluetooth nha các bác nhá. Em này có cả cái lối wifi này. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian
bài này. Mắt đọc rất là tốt nha, bấm phát là ăn luôn. Đấy, CD ok nha, các bác chuyển kênh này giúp em này. Bỏ Bluetooth này. À vâng, khi kết nối Bluetooth thì trên máy nó hiển thị là B-9 nha các bác nhé. Đấy, rồi em xin tiếp một đoạn nhạc. Âm thanh của em này rất là chi tiết nha. Em này chi tiết, rất độ chi tiết rất là cao, tiếng sạch nha các bác nhé. Ok, tiếng rất là bén luôn các bác. Hỏi mã số 6 có mức giá 6.500.000 đồng, hàng nội địa, sử dụng điện 100V các bác nhé. Rồi em tiếp tục sang mã số 7. Vâng, mã số 7 là một em bót Mỹ các bác nhé. Em này tiếp tục về một em bót Mỹ thì có cả túi sách này luôn. Đấy, cái này gọi là ba lô nha các bác nhé. Đấy, rất là xịn sò, màu xanh, màu ngụy các bác. Đặc biệt là em này về được cả cục sạc này. Cục sạc mấy cái bình ắc quy các bác nhé. Bình ắc quy 12V của nó các bác. Thì em bình này đã hết điện rồi các anh nhá. Nó bị rụng cực rồi. Nó còn cái đầu cắm 12V. Các bác có thể về lấy cái bình ắc quy xe máy đổi qua là ok. Đây, đây là cái cục sạc của nó các anh nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mang theo cái để vào trong cái ba lô này, có thể mang đi ra ngoại hoặc là để lên chiếc xe Jeep nhá, rất là đẹp luôn. Em này thì là hệ thống 7 loa, một loa súp và 6 loa xung quanh, thì hôm trước em đã bán rất là nhiều rồi. Thì em này về còn chạy full chức năng nha các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, chạy các chức năng là cassette này, CD các bác nhá. Chạy điện 100V với cả điện 12V các bác nhá. Thì mặt trước là em này là có một chút xước sát này. Đấy, xước sát như lông mèo này các bác. Đấy, đây em sẽ quay một vòng này. Em này khá là lặng. Âm thanh rất là hay, hệ thống 7 loa nha các bác nhá. Đấy, mặt sau của nó đây. Đây là cổng điện thoại TV này, line in là vào này các bác nhé. Đấy, cổng này cổng xuất ra tín hiệu xuất ra, các bác có thể kết nối với cả chiếc âm ly khác cũng được nhé, làm là CD. Thì đây, đây là cổng điện 100V này, ở dưới là sẽ cắm điện 12V nha các bác nhé. Đấy, 100V, 12V. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, em xin test chất âm của em nói các bác nhé. Đây, một loa này, hai loa này, bên này là hai loa này. Ở đây là nữa là ba loa này. Ở bên kia cũng y chang vậy luôn. Rồi em xin test cassette nha các bác nhá. Em này chạy rất là tốt luôn. Cassette này tất cả đều zin nguyên bản nha các bác nhá. Cassette này thì chạy reverb được đảo chiều băng nhá. Hết băng thì tự động quay lại nha các bác nhá. Về thương non sông tôi gạt nước đảo chiều băng này. Chiều nào mình vẫn đưa nhau về, đường xa quá xa sao vẫn gần. Cassette chạy rất là tốt nhá, tiếng rất là hay. À, đây test CD này. Em này mang đi ra ngoài hoặc để xe hơi hoặc nghe phòng trên dưới 30m2 ok nhá. Nghe trong phòng thì trên dưới 30m2. Các bác có thể mang theo lên xe xem ô tô.
đợi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi phất tương gió những đêm. Lịch bài đây cho các bạn nhé. CD ok các bác nghe, điện thoại TV đây, ở nút là AUX này giúp em. Vâng, như các bác thấy thì tiếng của em nó rất là sáng, hệ thống 7 loa các bác nhé, âm thanh lan tỏa khắp nơi. Thì em này có mức giá chỉ có 5.200.000 đồng nha các bác nhá. 5.200.000 đồng thì nó có về cái bình này và cái cục sạc nha các bác nhá. Các bác về có thể thay sang cái bình xe quy xe máy là ok nhá. Rồi em tiếp tục sang mã số 8. Vâng, mã số 8 tiếp tục là một em dàn chung của thương hiệu Pioneer nhá. Có mã là R99. Em này rất là gấu luôn. Thì video trước em lên một em rồi. Thì hôm nay tiếp tục về với em nữa nhá. Em này là dàn 6 thớt, 2 thớt CD MDM Lee, và đây là chỉnh các chế độ nhá, và một thớt DJ nữa các bác nhá. Rất là gấu luôn. Thì em này xay ngang là 80 nha các bác nhá. Em đang để vậy là 80. Đấy, về trong tình trạng là full chức năng rất là đẹp luôn. Đây, đây e căng của nó bằng sắt các bác nhá. E căng bằng sắt, loa thì được trang bị loa Bowie, loa bass 16 cm nhá. Gân thì là gân vải rất là bền luôn, loa Bowie mid mid giấy, tiếng rất là sáng này, chép dôm này. Lỗ thông hơi rất là lớn nhá, đánh rất là lực luôn. Các bác có thể nghe phòng trên 30m² ok nhá. Loa thì còn vuông thành sắt cạnh này. Đấy, đẹp chưa? Thì công suất của em nó là một loa là 80W, đấy, cả dàn là 160W nhá, mark in chuẩn Japan này. Đấy. Rồi em quay bên này luôn này. Loa đẹp xuất sắc luôn nha các bác nhá. Loa còn vuông thành sắt cạnh. Rồi thì bán DJ là thì như video trước em đã có hướng dẫn các bác rồi. Thì đây là cái tour nhá. Nói chung là các bác nào muốn biết chi tiết thì em sẽ gửi video qua Zalo nhá để em test CD này. Rất là chắc khỏe nha các bác nhá, tiếng chép sáng. Thì em này là CD thì hai CD chạy song song nhá, ở giữa các bác để ở giữa này thì nó sẽ chạy hai CD cùng, phát hai CD một lúc. Các bác gạt sang CD 2 này, CD 2 này thì nó sẽ chạy bên này, CD 1 thì nó sẽ phát âm bên này nhá. Đấy, đây là hướng dẫn của em các bác nhá. Ở đây thì cũng có các phím cơ play tạm dừng này, ra vào đĩa. Còn cái trên này thì nó có chỉnh nhanh chậm nhá, nhanh chậm của CD. Đấy, em chỉ hướng dẫn qua thôi. Khi các bác chỉnh sang chế độ khác thì các bác phải tắt cái bàn DJ này, em xoay ở đây giúp em. MD nhá, rồi em xin test MD. Hai học MD luôn. Em này thì có chỉnh bát chép trực tiếp trên máy này, ba lăng nhá, các thứ. Tất cả còn hoạt động hoàn hảo nha các bác nhé. Máy bảo hành 6 tháng cho các bác luôn. Mở lay.
mắt là rất là tốt này. Đấy, em sẽ test chi tiết từng các chức năng một như các bác nhé. Đấy, học bên này nhé. Ok, nhận bài này, bật like đây này. Test mắt này, mắt đọc rất là nhanh này. Mà đây ok nhá. Test Tuller này, Tuller cũng như là FM. FM của em này thì full 108 nhá. Đây FM đây. Full 108 này. Nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh. Ok, em càng sang chế độ AUX là nghe. Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta văng qua bao suối đeo đuổi đường mà xe ta con đã chiến trường. Chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bom gào đàn dối vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn to lan trên quê ta khi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, đỉnh cao mây vơn đã cùng em từ những đêm thức tròn. Vâng, như các bác cũng thấy thì chất âm của nó rất là mạnh mẽ nha các bác nhá. Đấy, loa Bowie của thương hiệu Pioneer. Thì em này xoay ngang là 80 nha các bác nhá. Xoay ngang 80. Bày biện ở phòng khách thì rất là đẹp. Đấy, hai loa hai bên ở giữa bàn DJ nhá. Em này thì hàng nội địa sử dụng điện 100V, có mức giá chỉ còn 6.800.000 đồng nhá. Các bác yêu từ mã 1 đến mã 8 thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo để tư vấn thêm nhé. Rồi em xin dừng video clip ở đây, hẹn các bác ở clip sau.